Vâng, xin kính chào tất cả quý các bạn trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Phúc Japan nhé. Thì hôm nay bên mình lại làm video bán hàng trở lại nhé. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng Giêng năm 2024 nhé. Mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Thì hôm nay lại lên một số cái mẫu đồng hồ treo tường quả lắc, máy cơ quát hàng Nhật bãi cổ nhé. Thì hôm nay lên mã 6 mã sản phẩm, bác nào quan tâm trước nào thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0358742679 nhé. Thì đầu xuân cũng xin kính chúc tất cả quý vị các bạn cùng gia đình sang năm mới mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, vạn sự như ý. Thì hôm nay sẽ giảm giá cho tất cả quý vị các bạn là mua cái sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay nhé. Đi vào cái chi tiết sản phẩm, đầu tiên là một chiếc đồng hồ Senkoha nhé. Chiếc này là hàng rất là cổ rồi, thùng gỗ được đóng theo kiểu dáng châu Âu, mặt trước thì được trang trí bằng những cái họa tiết hoa văn bằng gỗ thịt nhé, gỗ rất đẹp này. Hai bên hai chuỗi hạt này, họa tiết này. Đó. Bên trên kính phẳng, bên dưới cũng kính phẳng nhé. Mình đo kích thước này. Chiếc này cao là 51. Chiều ngang bên trên rộng nhất là 26 nhé. 26. Mặt số là 18-19cm gì đó. Mặt tung đối đẹp nhé. Bản nè toàn đồng hết này. Chiều móc khóa quả lắc đồng nhé. Chiếc này máy cơ 2 lỗ cót. Và cái này là gông đồng, gông vành nhé. Gông vòng. Đấy, dây quạt. Bên này là quạt chuông nhé. Bên này là quạt chạy giờ này. Tại vì đồng hồ mình để treo nên ít khi nên dây quạt ra chạy chuông lắm. Máy chạy chuông nó rất là nhiều nên là nó ồn. Ba mươi phút nó gõ một tiếng. Rồi 3 giờ gõ 3 tiếng nhé. Chiếc này thì máy đã lau dầu chạy ok hết rồi. Thì là chiếc này là chiếc trước kia là mình bán giá là 1.600.000 nhá. Hôm nay giảm giá 100k còn 1.500.000. Một triệu 500k nhá. Rồi, 1.500.000. Tiếp theo là đến một chiếc đồng hồ Aichi Toki nhé. Chiếc này thùng gỗ cũng rất đẹp này, kim mắt ngỗng. Máy cơ 2 lỗ cót và cơ cót có là 21 ngày. Đánh 2 gông đồng bạch nhé. Đầy đủ hết. Quả lắc cân tâm. Bây giờ mình test tiếng chuông này. 30 phút có một tiếng. Ba giờ qua 3 tiếng nhé. Máy đẹp zin bản 100%. Bên trên là kính mo cong, bên dưới là kính in hoa văn nhé. Thì chiếc này cũng có giá là 1.600.000 nhé. Hôm nay giảm 1.500.000. Rồi. Giá trên đây là mình đã báo giá chuẩn rồi nhé. Các bác ưng trước nào thì mua trước đó. Thì đặt cọc cho mình khoảng 200-300k mình ship qua bưu điện nhé. Giá không bao gồm tiền cước. Còn nếu bác nào mà chuyển khoản hết tiền trước thì mình sẽ bao ship luôn cho nhá. Nó giá là giá chuẩn này. Anh em không nên mặc cả làm gì nữa. Rồi tiếp theo đến chiếc số 3 này là một chiếc đồng hồ của Đức nhé. Chiếc này của Đức. Máy GGB. Hình như GB thì phải. Chiếc này thùng gỗ rất là đẹp luôn, thùng gỗ rất là gỗ thịt nhé, rất dày nặng chắc chắn này. Tất nhiên là nó cũng cũ theo thời gian rồi, nhưng mà có là gỗ thịt rất chắc chắn và rất dày nặng nhé. Chiều cao là 72. Chiều ngang là 30 nhé, mặt số của nó là mặt hình vuông. Hai bên này là hai cửa thoát âm này.
gỗ rất dày nhá, gỗ thịt dày nguyên. Máy của nó là 4 gâm 4 búa. À, 4 gâm 4 búa quả lạc đồng này, mặt xuống mặt đồng luôn này. Ba mươi phút qua một tiếng. Rồi 12 giờ có 12 tiếng nhé. Một chiếc đồng hồ di dung han rất là cổ luôn. À. Bên trên là kính phẳng này. Kính bốn xung quanh được mài vát cạnh nhá. Mài vát cạnh này. Bên dưới là rào đồng, à rào bằng đẹp gỗ cũng được mài vát cạnh hết nhá. Rồi, hàng rất là chất lượng luôn. Thì chiếc này là giá là 2 triệu 7 nhá. Hôm nay bớt 100k còn 2 triệu 6. 2 triệu 6 đây, một chiếc đồng hồ Đức cổ ấy, giá chỉ bằng một chiếc đồng hồ Nhật thôi. À, bây giờ mình tháo máy nhá, tháo máy cho các bác xem. À, quả lắc đồng à, đây là một bộ gông nhá, bộ gông của chiếc đồng hồ này. Đây, bên trên là qua chuyện chữ này DRP nhá. Chiếc này thì mình cũng đây này, bên trên nó có chuyện chữ GB này, GB. GB là cái dòng đời đầu của hãng Dung Han nhé. Đó, khóa gông khóa búa đầy đủ này, 4 gông nhé, 4 thanh gông thép. Và đây là bộ máy đồng của nó này. Máy rất già đồng nhé. Đó, bên trên cũng có chuyện. Chuyện GB nhé. Đây. Máy rất cổ luôn. Máy đẹp phiên bản đã lau dầu chạy ok hết nhé. Vâng đấy. Là một chiếc đồng hồ GB nhé. Hàng bãi của Đức. Giá 2 triệu 6 cho ngày Tết ngày hôm nay. Vâng, tiếp theo là 3 mã sản phẩm đồng hồ treo tường hàng Nhật bãi nhé. Máy cơ quất. Chiếc này là chiếc Aichi. Aichi nhé. Aichi có lịch. Lịch ngày và lịch thứ này. Đây là thùng gỗ. Bên trên mặt kính là kính mo cong, bên dưới là kính in hoa văn rất đẹp nhé. Chiếc này có giá là 1.750.000, hôm nay bớt 100k còn 1.650.000 nhé. Cái này máy đã lau dầu test chạy rất ok rồi. Bây giờ mình test lại tiếng chuông này. Đây, hai gông đồng bạch nhá. Cân tâm đầy đủ hết, còn chắn tường còn đầy đủ ốc chắn tường này. Chìa khóa zin của hãng Aichi nhá. Bên trên có chuyện chữ A này. Mặt số à. Quát 30 ngày. 30 phút nó gõ một tiếng. Rồi, máy zin bản chạy rất ok nhá. Mã này là có một mã là số là 101, giá ngày hôm nay là 1.650.000 nhá. Rồi tiếp theo đến một chiếc đồng hồ Senkoha. À, chiếc này cũng rất là đẹp luôn này. Mặt trước này là full kính hết nhá. Giữa này là thanh đập đồng. Kính được mài, mài chia ô vuông. Senkoha rất đẹp luôn nhá. Zin bản tuyệt đối từ cái màn này đồng hết này. Máy này cũng đánh hai gông đồng bạch nhá, chìa khóa zin này, móc treo chìa khóa đầy đủ nhá. Đây, con này Senkoha cổ nhưng mà hình thức cả còn rất đẹp luôn. Bây giờ mình test tiếng chuông này. 30 phút qua một tiếng.
Chiếc này giá ngày hôm nay là 1.550.000 nhá. Trước là 1.650.000, nay bớt 100.000, 1.550.000. Thùng gỗ rất đẹp luôn. Rồi ok. 12 giờ quá 12 tiếng. Và cuối cùng trong cái sản phẩm ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Aichi nhé. Chiếc này là mình để cạnh cửa sổ đâu mà cái nó hắt ánh sáng của cái cửa sổ này và nó chói, nhìn nó rất là tối, nhưng thực ra những cái chiếc đồng hồ này rất đẹp luôn. Aichi Quartz 30 ngày. Bên trên kính mo cong, bên dưới là kính in hoa văn nhá, quả lốc, quả lắc inox. Thùng gỗ rất là đẹp luôn. Bên trong còn nguyên cả tem chìa khóa zin nhé, lỗ treo chìa khóa còn nhé, máy đánh hai gông đồng mạch này, chìa khóa cũng có chữ Aichi này. Đó. Mặt số đẹp luôn nhé, bên trên có chuyện logo thương hiệu hãng này. Hàng made in Aichi Toki. 30 phút có 1 tiếng. Hai giờ gõ 2 tiếng nhá. Thùng gỗ rất là đẹp luôn. Chiếc này là chiếc là mã số 55 nhá, giá là 1.800.000, hôm nay còn 1.700.000 nhá. Một triệu 700.000 nhá. Rồi, vừa rồi mình đã qua 6 cái sản phẩm đồng hồ treo tường, máy cơ cót hàng Nhật bãi cổ nhá. Thì bác nào ưng chiếc nào thì chụp ảnh màn hình sau đó gửi qua Zalo mình. Còn các bác mua thì chuyển khoản đặt cọc 200.000, sau đó mình sẽ ship qua bưu điện vì giá không bao gồm cước nhé. Còn bác nào chuyển khoản hết 100% thì mình bao cước chút nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn tại những video clip tiếp theo.